Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của Quẹo Em Lợi. Và lời đầu tiên Em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay Em Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc Chevrolet Colorado sản xuất năm 2018, số tự động 2 cầu, máy dầu, bản LTZ, xe được trang bị khá là nhiều đồ chơi như màn hình, mặt ca lăng, thanh thể thao. Và xe thì bên Em Lợi cũng đã kiểm tra và khẳng định với quý anh chị đây là một cái chiếc xe đẹp, không có đâm xô, biến dạng ô tô, vỏ kính vỏ đèn, máy số là nguyên zin, không bị ngập nước. Toàn bộ xe là hơi nguyên bản, không có làm lại hơi, và toàn bộ pháp lý thì đều rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Và xe hiện tại thì đang đứng tên cá nhân biển 28 Hòa Bình 28C05402. Anh em Hòa Bình mà có nhu cầu thích về cái biển này thì liên hệ với Em Lợi để được quan tâm đến cái chiếc xe này. Và với cái chiếc xe Chevrolet Colorado, máy dầu, sử dụng động cơ 2.5, máy mới, chất xe đi được 5 vạn, lốp còn theo xe nguyên một dàn, rất chi là đẹp nha quý anh chị ạ. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của Em Lợi thì cho Em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên Em Lợi về theo 5 tháng. Và bên Em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc. Khi quý khách hàng nào có nhu cầu bán xe, alo Em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng Em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Vâng, về cái sản phẩm mà Chevrolet Colorado 2018 bản LTZ này thì bên Em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị em nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Và cái chiếc xe này thì được trang bị la răng phay đấy, rất là đẹp, toàn bộ xe la răng 18 inch, từ các cái đèn hậu đều được trang bị đèn LED, cảm biến va chạm, cảm biến làn đường. Và xe bản full thì khá là nhiều đồ chơi. Đặc biệt với lại chiếc xe này là xe nhập nên là độ cách âm và gầm bệ đi khá là chắc. Các bác nào mà lần đầu tiên xem video của Em Lợi thì cho Em Lợi xin tự giới thiệu. Em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Và anh chị em nhớ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ. Các bác ấn nút chuông theo dõi màu đỏ, nút đăng ký để ủng hộ kênh của Em Lợi và để Em Lợi có động lực để ra nhiều video cho quý anh chị. Đây là toàn bộ các cái liên sườn bên phụ ở bên lái của chiếc xe. Đấy, toàn bộ đèn pha này. Đấy, đèn pha rất chi là sáng và đẹp. Cabo là sơn zin. Cabo màu trắng sơn zin rất là bóng. Đấy. Và các cái phần cảm biến va chạm phía trước này, đèn gầm, cảm biến va chạm phía trước, cảm biến phía sau đều nguyên bản từ đầu. Mặt ca lăng rất là đẹp nhé. Với cái chiếc xe này thì cũng được dán tem VETC. Đấy, đây là cái tem đi qua làn thu phí tự động không dừng. Xe độ thêm cái lớp body kit của đèn pha. Và toàn bộ la răng của chiếc xe này, la răng phay. Đấy. Tất cả các cái phần bậc lên xuống của chiếc xe thì đều rất là đẹp. Từ các cái mép bậc lên xuống nó không bị móc méo và các cái khe hở cánh cửa nó đều theo thời gian. Đấy. Móc khóa mạ chrome cực kỳ đẹp. Và đặc biệt cái chiếc xe này thì gương gập điện, xin nhan trên gương. Đấy. Gương gập điện, tất cả gương mạ chrome. Kính đèn của chiếc xe từ kính lái đến kính cánh cứ đều không bị rạn nứt và đều liền đời theo năm sản xuất của chiếc xe và đều của hãng GM. Bên Em Lợi cũng đã kiểm tra tất cả các cái kính đều của hãng GM nhé. Và theo đát năm sản xuất 2018 này.
tất cả xe thì bên em lại đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý anh chị. Toàn bộ sắt khung gầm là không bị mục mọt gì. Với những cái chiếc xe mà khung gầm không vùng bối mặn nên là cực kỳ đẹp. Đấy. Đây là cảm biến phía sau này. Toàn bộ đèn hậu LED. Đấy. Phần gầm của chiếc xe đây. Quý anh chị nhìn phần gầm này, nó đẹp và không có mục mọt gì. Từ các cái cổ bô, cổ xả nó sáng và đều. Lốp sơ cua của chiếc xe này, toàn bộ gầm khô ráo không chảy dầu gì. Xe được trang bị cam lùi của hãng Zin 100%. Đây em đội sẽ quay vào cái phần nội thất cho quý anh chị xem này. Từ tất cả các nội thất, ghế đều là ghế da Zin theo xe của phiên bản LTZ. Và các cái khung cột táp ly cánh cửa đều là nguyên zin, sơn zin ở các cái phần cột cánh. Đấy. Phần nhựa táp ly của chiếc xe nó khá là đẹp. Toàn bộ ghế trước và sau thì đều là nguyên bản hết từ đầu. Đây, toàn bộ các phần đinh bấm đinh dập này. Đấy, tay nắm táp ly cánh cửa xe được trang bị lên xuống kính điện. Gập gương điện, khóa tổng. Đấy. Với cái phần tay nắm táp ly cánh cửa bên lái cực kỳ đẹp. Và các cái phần khung cột này, tem mác sơn zin toàn bộ ốc đều chưa tháo lắp. Và khung cột này sơn zin, không có đâm sô, đâm chồi gì hết. Toàn bộ xe nguyên bản. Xe được trang bị ghế lái chỉnh điện này. Ghế lái chỉnh điện, ghế rất là đẹp và không có chảy rách gì. Toàn bộ ghế lái, ghế bên phụ đều. Và vô lăng ba chấu, bóng khí trên vô lăng nguyên zin, tích hợp vô lăng này, ga tay đều hoạt động khá là tốt. Với cái chiếc xe mà vô lăng ra khâu nguyên thủy từ đầu. Đấy. Xe sử dụng hộp số tự động. Và đây là núm cài cầu của chiếc xe, hai cầu điện hoạt động khá là tốt. Xe được trang bị khá là nhiều như cảnh báo làn này, chống trơn trượt này. Đấy. Màn hình của chiếc xe là chưa bóc tem này, toàn bộ màn hình cực kỳ đẹp. Táp ly, tay nắm cánh cửa bên lái, bên phụ đều theo thời gian. Và đây là toàn bộ cái phần táp ly cánh cửa bên lái phía sau. Đó, toàn bộ nội thất ghế phía sau của chiếc xe cực kỳ đẹp. Xe được trang bị thêm trải sàn. Đấy. Trải sàn da chống hôi. Và cái phần trần của chiếc xe là trần nỉ nguyên bản từ đầu. Đấy, cực kỳ đẹp nhé. Táp ly, cánh cửa, vô lăng, củ số đều rất là mới và đẹp. Điều hòa auto. Với một cái chiếc xe nhập này, đóng cửa độ cách âm khá là tốt, nghe rất chắc tai. Đấy. Đây là cái phần thùng của chiếc xe nhé. Thùng thì không chở hàng nặng gì nên là thùng khá là đẹp. Hai bên lót thùng này, thành thùng đều rất là nguyên bản. Và các cái đinh bấm đinh dập phía sau là nguyên zin. Ốc đều nguyên zin hết từ đầu. Đấy. Chi tiết từng con ốc cho quý anh chị xem đây. Từng đèn pha, đèn hậu, ốc đều chưa có tháo lắp gì. Các cái phần chỉ cốp sau này, đấy, nguyên zin hết. Một cái chiếc xe bán tải, thùng gầm máy vuông thành sắc cạnh cứng. Đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe, toàn bộ táp ly cánh cửa này. Rất là mới, khung cột hai bên đều nhau theo thời gian. Đây là toàn bộ cái phần động cơ khoang máy của chiếc xe. Động cơ là một sử dụng động cơ máy dầu 2.5 với xe Chevette Corrado từ năm 2017 quay về trước thì là sử dụng máy dầu 2.8. Còn với cái chiếc mà từ 2018 cuối 2018
trở về 2020-21 thì là sử dụng động cơ 2.5 máy mới đấy, động cơ máy dầu 2.5 đi khá là tiết kiệm. Đây là toàn bộ cái ốc cốp của chiếc xe có cabo này là nguyên zin, chưa tháo lắp. Các cái dàn đầu là nguyên bản hết. Đấy. Tất cả xe nó khá là đều và đẹp. Với cái xe Kodo này thì có đề nổ bằng chìa khóa từ xa. Đấy. Toàn bộ khoang máy động cơ cực kỳ đẹp. Và đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động đây, xe chạy máy rất chi là êm, không có rung lắc gì. Quý anh chị có thể nghe cái tiếng động cơ chạy cực kỳ êm. Vâng, vừa rồi ông Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý chị và các bạn một cái chiếc xe Chevrolet Corrado sản xuất năm 2018, số tự động 2 cầu, máy dầu. Anh chị em nào có nhu cầu liên hệ với ông Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào, gặp lại quý vị và các bạn.